chưa bạn, mình tên là Phúc, mình đến từ siêu thị một số 122 Phú Gia Thường Tín. Hôm nay mình xin phép giới thiệu cho bạn một số dòng sản phẩm TV cao cấp đến từ thương hiệu Samsung, đó là QLED TV. Nhắc đến QLED TV thì các bạn có thể tưởng tượng ra là một cái dòng phân khúc cao cấp nhất của Samsung, mang lại chiếc hình ảnh đẹp nhất, kèm theo đó là công nghệ và tính năng nổi trội của sản phẩm như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho bạn nghe sau đây nhé. Đó, đầu tiên thì mình xin giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mà bên mình bán chạy nhất trong năm dịp Tết vừa rồi là năm 2019. Sản phẩm đó là 55Q65R. Đối với phân khúc này thì giá cả hợp lý, mang lại với lại cấu hình cao, cho cái trải nghiệm tốt, mượt mà về nhẹ. Thì mình sẽ nói qua về cấu hình chi tiết của sản phẩm cho các bạn xem luôn. Đầu tiên với công nghệ QLED thì nổi trội nhất là công nghệ tấm nền lượng tử, gọi là quantum dot, cho cái chất lượng hình đẹp hơn, phổ màu rộng hơn, hình ảnh sâu, và có thêm những con chip nâng cấp hình ảnh 4K, nó sẽ nâng cấp hình ảnh lên chuẩn cao hơn để cho các bạn trải nghiệm tốt nhất về hình ảnh. Trong kèm theo đó, độ tương phản của sản phẩm QLED TV rất là cao, nó sẽ cho cái chất lượng hình ảnh sáng đẹp và nhất quán theo thời gian. Đặc biệt là đối với cái màu đen và màu trắng của sản phẩm QLED TV á, thì nó sẽ cho cái màu đen là đen tuyệt đối và trắng tinh khiết, tạo ra cái điểm ảnh, độ tương phản giữa các điểm ảnh với nhau rất là sâu, mang lại cái cảm giác chiều sâu về hình ảnh. Kèm với một cái chế độ đặc biệt của sản phẩm QLED TV đó là đối với dòng QLED TV có một cái chế độ tự động tăng giảm độ sáng màn hình phù hợp với môi trường và với không gian của nhà mọi người. Thứ nhất là nó cho cái giảm thiểu cái ánh sáng dư thừa, giảm thiểu một số cái ánh sáng xanh ảnh hưởng đến mắt và cho cái chất lượng hình ảnh nó dịu mắt hơn khi mà ở trong không gian tối. Nó tối ưu cái hình ảnh và hình ảnh lúc nào gọi là nhất quán. Với cái dòng sản phẩm QLED TV này thì có trang đối với dòng 2020 và có thêm cái tìm kiếm giọng nói trong YouTube thì các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm bài hát hay bộ phim ngay trực tiếp trên YouTube mà không cần phải sản phẩm. Sản phẩm này bên mình đang có giá là giá niêm yết là 30.890 và giảm hết giá là còn 20.890. Các bạn sẽ có thể làm trả góp 0% với mức lãi suất 0% này. Đầu tiên sẽ trả trước 30% giá trị sản phẩm. Số tiền còn lại mình có thể chia đều trong vòng 6 tháng. Mất một chút phí hồ sơ thôi. Nếu các bạn có nhu cầu mua TV để sắm cho gia đình ấy, bạn có thể qua siêu thị Điện máy Xanh số 122 Phú Gia Thường Tín để tham khảo và chọn cho mình chiếc TV ưng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.